Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở ấp Thái Hòa, xã Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Hiền, anh Kiệt quay các anh cưa bụi rừa nha. Thì trước mắt mình là một cái khu vườn bỏ hoang đó cả nhà. Đây là những phần mộ mà cả nhà thấy bụi rừa này rất là to nha. Nhìn rất là cao. Rồi lâu năm nằm sát với mấy mương này. Một chút các anh sẽ cưa bộ rừa này như thế nào. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Thì có nhiều cây nhỏ bên dưới anh Kiệt đang phát cho nó chống để cưa bộ rừa cả nhà. Giờ mới rậm rạp cả nhà. Nguyên cái khu này toàn là nhà mồ nhiều. Những cái đường dây điện cả nhà, những đường dây điện, những đường cáp quang nè.
đồ anh Hiền sẽ đeo lần lần lên trên để cưa. À, bên dưới anh Hiền anh Kỳ sẽ hỗ trợ cho anh Hiền. Anh Hiền cắt bên ngoài cho nó chấm mà. Bên ngoài bển thì mình không qua quay được. Cách nhà một cây mương anh. Để cái bụi cây gừa đó họ kéo vô, họ kéo vô. Thì cũng đã hãy cái dây lên cho anh Hiền ha, để anh Hiền họ kéo máy không được á, leo lên cưa cái phần nhánh của cây cây này, cây sắn máu không hay cây cây sắn ha, cây dầu cái dầu gì á, cái dầu mà phải có đâu, cái này là cái để anh Hiền cũng đã leo qua thôi nha. Yeah.
đang leo xuống hay nhỉ, leo xuống để qua bên vừa vừa chưa tiếp tục vừa thấy cưa xong rồi thấy bộ rửa chống dễ lên cưa. Chuẩn bị cái móc để quăng lên kéo cái nhánh chỗ anh Kiệt cưa đó cho rớt luôn hai cái nhánh nè, giờ nó nghiêng qua bên phía phần bển là có cái những cái đường dây điện đó, sẽ nó ngã bển sẽ đứt cộng dây điện thì quăng để kéo cho nó rớt về phía đây. Thì sau khi thấy cái móc nó vô trong cái cây rồi, bắt đầu anh thì sẽ cưa cho anh Hiền bên dưới kéo nha. Sụp luôn nguyên vàng cả nhà, quá nhẹ luôn á. Có đó kéo ra gì khỏi thấy không thấy nữa hả? Bây giờ sẽ thay đổi, anh Hiền sẽ cưa, anh Kiệt sẽ kéo dây nha. À thì ra là vậy đó, anh Kiệt tướng lực mà mới có 30 tuổi rồi cả nhà ơi, khỏe lắm. Đóng bó miệng ra ngoài canh vô. Các anh cũng đã cưa xong rồi.